Không phải. À, mời chị Khanh mời ngày múa đi ạ. Chị em ruột hay sao? Chị em ruột. À rồi chị nói đi chị. À, chị Lý ha. Là mình cũng có cái căng, nhưng mà đôi lúc gặp gặp cái chị giàu gì đó, chị giàu mà bên quay YouTube đó, Rồi. thì bữa đó cũng lên nói chuyện với chị, chừng nào mình có duyên gặp thì mới lên trên Tây Ninh được, tại vì giờ chưa có đủ duyên để mà đi á. Rồi lên chảnh mình mới 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 ra căng được á. Chị bị bao lâu rồi, bị căng bao lâu rồi? Lâu lắm rồi, cũng năm 2014 15 là cũng 10, Đây cũng cũng gần 10 năm rồi hai mươi mấy năm, không có 14 15 năm đó, năm 2014 đó, năm 2014 là năm nay bao nhiêu năm? 11 năm. 11 năm đúng rồi. Ừ. Rồi cũng như cũng có hành, có hành cũng như cũng ăn chay rồi gì đó, mà bây giờ hiện giờ cũng đang ăn chay luôn, ăn mình ăn mặn Hành. không được, bắt bắt buộc phải ăn chay. Hành chị sao? Cắn hành sao? Bệnh hoạn rồi sao? Cũng như là cho nhức đầu hoài luôn, nhớ nhức đầu Nhức nửa đầu hay nguyên như đầu? mình đúng rồi, Nửa đầu. nhức đầu rồi như nhức mình mẩy gì đó, chứ không có nói nữa, mình đến nỗi mà cũng cho mình đi làm được. Dạ anh thấy anh kêu Hoàng Căng vô cũng vô nữa. À kêu là vô luôn hả? Chị nói tiếng Thiên được Được, nói chung ra mình làm cũng được, như cái căn này vô á thì làm bệnh làm gì ta cũng được hết, có cái căn vô nhưng mà cũng nhiều căn lắm, căn này cũng nhiều lắm, căn là toàn là căn lớn không à. Đi đi mặc đồ đi rồi ra. căn Giờ giờ cũng cũng xin vô nói vài tiếng mặc đồ đó cũng được mà. cho Rồi rồi rồi. Nam Mô Di Đà Phật à. Mô Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Anh xin bữa nay là có cái căn này về để nói vài tiếng cho cái người người nam hiện giờ bên đó nghe ha. Yeah. Quán xuống chỉ cho á, phụ cho anh. Quán xuống chỉ xuống tay Dạ chào ngài. Nam Mô Di Đà Phật à. Dạ ngày hôm nay đến đây gặp Chế Khanh như cậu thương có nhắn nhủ gì không ạ? Đến Cho Chí Thanh là biết là sau này cho cái người người sát người nữ này là sẽ được ra để cứu đời á. dạ. Bây giờ là chưa có cái nhiệm vụ để xuất ra, tại vì chưa có đi được á, Dạ. phải cho cái xác này về một nơi là bên về chủ quyền á.
phải đi về cái nơi mà có chủ quyền đó, người ta sẽ la căng lớn lắm đó. À rồi à, bây giờ là ngày ngày là hiện là ở ở cõi nào, ngày có thể tiết lộ được không? Cái này là phần phần căn của ông trên đó, điểm của ông trên về á, tiết lộ không được. Tiết lộ không được hả Tới ngài? ngày đó thì người sẽ ra căn đó, Dạ có duyên mới gặp được á. dạ tức là hôm nay là cũng có duyên, Trí Khanh cũng có duyên với ngài ha. Có duyên nên nên cho gặp được cái dạng bộ của cái người hiện giờ vô vô sát cái người nữ này. Dạ mà ngài độ cho xác mà sao ngài để cho xác phải nhức đầu rồi đau nhức hoài vậy ngài, sao không cho hết luôn? Tại vì cái xác này á, người ta phải kêu ăn chay niệm Phật á, cái xác này đôi lúc á, chưa có ngã được, đôi lúc á, ăn chay thì ăn rồi đôi lúc cũng phải ăn mặn vô, nên người ta hành nhức đầu mấy ngày nay. Tại vì đang ăn chay, cái người này đang ăn chay mà tự nhiên lấy đồ mặn ăn vô, không có nghe lời nên bị phạt á, bị Dạ. phạt nhức đầu. Dạ. Nhức đầu rồi nổi nổi trong người á. Bữa nay là cái mặt của người này đỏ lên, cái hồi bữa ăn mặn đó người ta hành cho cái mặt đỏ lên bởi vì người ta còn hành cái xác nữa đó, Dạ. không nghe lời á. Dạ, tức là bây giờ ăn phải ăn chay rồi ngày mới cho không nhức đầu đúng không? Ăn chay niệm Phật đi rồi sẽ cái xác này sẽ dỗi lên đó. Nhưng mà cái xác này chịu rồi, cái xác này chịu ăn chay niệm Phật rồi. Dạ rồi ngài có hướng dẫn cái xác này lên gặp thầy giàu không, có cần không? Chừng nào có duyên là gặp cái người đó đó, tại vì là huynh đệ với nhau á, tại vì có nói chuyện qua rồi á, là huynh đệ với người đó đó. À tức là huynh đệ với nhau ha. Dạ rồi ngài thường thường ngài trị bệnh cho bá tánh mình, ngài trị bệnh gì? Thì ai ai có duyên lại đây thì cái bệnh gì mình cũng trị được á, ai có duyên thì mới lại được ha. Có duyên thì lại gặp Cũng ngài. có người ta lại Dạ ngài có giải căn cho người khác được không? đây nè, tùy duyên thôi. Dạ Tại vì cái xác này chưa có được nhiệm vụ để đi á, phải có nhiệm vụ đi một lần mới được á. à, là nhiệm vụ là đi một lần mới được, là sao ngày đi gặp ai á Này lên lên bái chủ quyền ở trên núi, trên núi á, hả? À bái chủ quyền trên núi, núi Cấm phải không? Trên núi Cấm á, À tức chủ là quyền là lớn nhất á. chủ quyền Cấm Trăm, An Giang, à chủ quyền Trăm tại Họ. vì nguyện vọng là sẽ đi lên đó một lần mới được, Phải lên gặp chủ quyền Trăm Họ ha. lên trên đó một lần, tại vì cái xác thì chưa có điều kiện để đi thôi, nhưng mà trong lòng biết cái xác này hiện giờ cũng biết là sẽ đi một lần lên trên đó. Nhưng mà chưa có điều kiện đi ha. Chưa có điều kiện để đi á. Tức là đồng ngân hả hai ngày, chưa có đồng ngân, cái xác chưa có đồng ngân phải không? Cái xác này chưa có đồng ngân với chưa có cái phương tiện để đi lên trên đó được. Thôi vậy cũng xin ngài cũng xoay chuyển đi, cũng cho cái xác này cũng làm ăn thuận lợi để có đồng ngân để lên núi. Thì một ngày nào đó cái xác này cũng phải đi, cũng đang xây chuyển cho cái xác này á. Dạ à, còn em của ngài cái bên em của cái xác mà ngài đang ngự cái bên đó, rồi ngài có giúp cho cái cô ấy được không, cô ấy cũng đang bệnh đó. À, giúp gia gia căn rồi, múa được rồi, À gia căn múa được mà là giờ hiện giờ chỉ chắc tay lên trên bàn thờ chủ quyền là sẽ gia căn được thôi, có rồi gia căn rồi mà. để chút xíu Cái phần múa thử cho này là coi con cộng đồng của mạng mẹ coi ha. chồng của mẹ Quan Âm á, đồng phụ của mẹ Quan Âm,
là con trai của mẹ lạc rồi, 200 mấy năm ở dưới đây rồi nên quá đau khổ, nên bây giờ nó gặp được Chế Thanh. Chế Thanh làm kênh giúp được những cái căn mà còn khổ để cho qua hết. Chế Thanh cũng có cái căn của người con trên xuống để điện xuống nên mới gặp căn viên rồi, mới gặp được chị mừng lắm. Dạ. Mà mà. Nên mới có ăn viên điện thoại tại xa quá biết làm sao á, nên gặp mừng lắm. Trời mơ với đẹp thật, xin cái lành gắn làm xương cầu cho cha mẹ được gặp các căn các cõi nhau để hồi tu để mà nói với nhau để bày tỏ cho cha mẹ. Tâm mô a di đà Phật Mô Phật. là lòng chân thật, tuy tuy nhiều tâm tấm lòng thật sự không biết gian dối. Mô a di đà Phật. Mô a di đà Phật. Rồi thôi, Thì cảm ơn hôm ngài cho nay cái là tập này. về về công nghiên để cho Chí Thanh biết là cái người này là đã có cái xác định thôi, mình xin gia tác được nha. Dạ, mô Phật, dạ, Chí Khanh chào ngài ạ. À. Mô Di Đà Phật ạ. Dạ. Mô Di Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Mô Mô Phật. Di À, sao mà em lại khóc? Không phải cái căn nhỏ vô khóc chứ em có khóc đâu. À, Căn cái xác này cũng không khóc đâu. dạ, phần vô Căn ca khóc ha. này còn nhỏ đó, Còn gửi đi nhỏ. nói tiếng nút nhỏ xíu à. Nhưng mà còn nhiều căn ẩn nữa chưa có ra được. Rồi, chút xíu nữa mời cái phần vô múa để gửi đến cho coi như là mình trình lên ha, mình trình lên cho mẹ để mẹ mẹ xem ha. Em về em mặc đồ dài em mới muốn được. Mô Di Đà Phật ạ. À, chị hiện tại chị nghe trong người chị như thế nào, chị có mệt mỏi gì không? Vô vô cái có người vô á nó hơi 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 mệt. Hơi mệt ha, giờ còn nhức đầu không? Mấy ngày nay ăn chay lại không có nhức đầu, có 2 ngày trước á tự nhiên phải thấy đi làm, nếu mà ăn chay á sợ mình làm không có nổi tại vì mình ngồi mai hoài đó, rồi cái ăn mặn 2 bữa xong nó nhức đầu nó khó chịu, rồi mình mẩy rồi nó nhức hết trơn, rồi cái đầu cái thì nó khó. Hiện giờ như là đầu óc mình nó không có bị nặng nữa. Thì nãy cái phần bên trong chị cũng nói đó, thì do chị ăn mặn á cho nên là bị Đúng rồi, dạ. như mình cũng biết nhưng mà đôi lúc á mình cũng nói là tại sao như mình cho mình đi làm thì con trai bây giờ thì có làm cái gì đi nữa phút làm phước người ta thì mình ăn ăn chay mình cứu đời luôn, tại vì mình còn đang làm á, bây giờ cũng phải ăn luôn chứ đâu có ngã mạng được đâu, Đúng bây giờ phải rồi, ăn luôn. đi làm trong đó mình cũng khó ha. Đúng Khó, rồi, dài khó lắm. khó lắm. Cái đặt phòng chay rồi cũng khó tại công nhân nó đông mà cả ngàn người, bởi vì cũng khó lắm. Rồi cũng đâu có cho mình ăn giống như cái phòng nhà mình nấu đâu, lộn xộn gì đó. Rồi đôi lúc mình đậu dữ. Chị nên nhiêu tuổi chị? Hôm nay 44 rồi, tuổi thăm á, hôm nay 44 Thì chị được mấy cháu rồi? à, 2 cháu, À. cháu lớn là 17 tuổi rồi, đi học lớp 10, còn nhỏ là 12 tuổi. Dạ, ông xã cũng làm chung với chị hay sao? Ông xã mình làm bên hồ, ông xã cũng có phần ăn nữa đó, cũng ăn Dạ. chay luôn À, rồi á. đang ở Rồi nhà chị đang ở nhà chị hay là chị nhà thuê?
cái này là nhà nhà của mình luôn. Dạ. Cái giai đoạn mà được cái nhà hôm nay là cũng do cũng ơn trên đưa đẩy mình, chứ không phải là được cách gì. Cái nhiều chuyện để nói lên lắm, tại vì đôi lúc tâm linh người ta không có tin mình. Hồi xưa là ở bên trường học mà hiện giờ cũng tới ở đây nè, ở đó hết một năm rồi, cũng như là cũng dái mẹ Quan Âm xây chuyển cho được ngày hôm nay vậy đó, là được như ngày hôm nay. Lúc trước mình cũng ở tùm lum á, ở tàn là lên Bình Dương nó cũng khoảng 8 năm, rồi sau đó rồi ở nhà cộng đồng, ở nhà của Tịnh Phương rồi cộng đồng xong bỏ đó, rồi mình vô đó ở, rồi một thời gian thì ở trường học, cũng nhiều giai đoạn lắm. Rồi hôm nay ngày hôm nay là mình cũng nhớ ơn trên cũng độ cho mình được ngày hôm nay. Dạ. Mà mình cũng nhiều nhiều giai đoạn lắm, bởi vì không có lúc kể không, lúc kể ra thì sợ người ta không có tin mình á, tại người ta nói cái tâm linh mà đâu có ai thấy được đâu. Dạ đúng rồi. Bởi vì nên không có thấy được, nên mình nói sợ người ta không có tin mình, nên giữ cái mặt tới giờ luôn, không có dám nói ra. Ta không tin thì sau này gia đình ta có người bị người ta tin thôi. Đây chính anh em mình còn không tin đó. Cái anh thứ ba tới lên cũng bị, khi mà lúc lâu lâu lên á, người ta nói mình lên cũng như là lên giả lên gì đó. Yeah. Nhưng mà thật sự là không có phải đâu, cái gì đó. Bây giờ muốn chế thanh muốn coi nhỏ em nó muốn thì sao? Dạ đúng rồi. Mời ngươi về múa một bài cho cái anh như tốt coi, để người ta đưa lên để chúng ta cũng dần đổi thế ra. Mời ngươi mời chị Khanh mời ngài múa đi ạ. Cái gì à, em giải thích đi em. Đó là con hẹt. Đúng rồi. Ở trên núi Cấm ạ. À, nãy thấy cái điệu múa rất là giống con hạt ha. Con hạt. Nãy là nhìn tưởng con công mà là con hạt. Con hạt rồi con công nữa. À vậy hả? Dựng này á, người ta mà nếu mà tu giỏi, sau này á người ta múa giỏi lắm, là thay đổi cái xác này dữ dằn. Là bên Phủ Thiên Huyền Nữ là bà rất là lớn, độ cho hết tất cả chúng sanh, dù khổ nơi đâu cũng phải đều hết tan biến, dù bệnh tật cũng đều qua khỏi, giúp cho chúng sanh được qua khỏi nỗi khổ biên này. Thời kỳ màng này sẽ ra mặt vui, để
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đừng xem thường sách này, nhiều người dân ta khi dễ, coi ta như là cái gì, không tin tưởng ta, chúng ta vẫn làm cho được. Mô Phật. Mô Ni Đà Phật. Mô Ni Đà Phật. Chúng sanh đâu có thấy, nay đã khổ tới nơi rồi mà không biết. Nói là ta giả, nói là cái xác này giả, nhưng nào có giả đâu. Mô Ni Đà Phật. Ta không có xin, ta chưa xin cơm đâu. À. Thì cũng cũng